Đột quỵ là mối nguy hiểm lớn, đặc biệt là đối với nam giới sau tuổi 40. Nhưng đừng lo lắng, trong video này, Dược sĩ Ngọc sẽ đưa ra những cách phòng ngừa hiệu quả để bảo vệ sức khỏe của cô bác anh chị và gia đình của mình. Đột quỵ xảy ra khi dòng máu cung cấp cho một phần não bị gián đoạn hoặc là giảm, khiến tế bào của não thiếu oxy và chết đi. Khoảng 80% cơn đột quỵ có thể phòng ngừa được, và chỉ với một số thay đổi nhỏ trong lối sống, cô bác anh chị có thể giảm thiểu nguy cơ này đáng kể. Huyết áp cao là một trong những nguyên nhân chính gây ra đột quỵ. Hãy kiểm tra huyết áp thường xuyên và duy trì ở mức dưới 120/80mm thủy ngân. Điều này có thể đạt được thông qua việc giảm lượng muối trong khẩu phần ăn, tập thể dục đều đặn và sử dụng thuốc nếu cần thiết. Cholesterol cao và bệnh tiểu đường làm tăng nguy cơ đột quỵ. Hãy duy trì chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều rau xanh và hạn chế đồ ăn chứa nhiều chất béo xấu. Đặc biệt, kiểm soát lượng đường trong máu bằng cách ăn uống hợp lý và theo dõi thường xuyên nếu các cô bác anh chị có bệnh tiểu đường. Tập thể dục không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ. Cô bác anh chị nên duy trì ít nhất 30 phút tập thể dục mỗi ngày như đi bộ, bơi lội hoặc là đạp xe. Hút thuốc và uống rượu quá mức đều làm tăng nguy cơ đột quỵ. Hãy cố gắng từ bỏ thuốc lá và giảm lượng tiêu thụ. Nếu cần, cô bác anh chị có thể tìm đến các chương trình hỗ trợ cai thuốc và hạn chế uống rượu. Căng thẳng kéo dài và thiếu ngủ có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch. Hãy tìm cách thư giãn như thiền, yoga hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động yêu thích để giảm căng thẳng. Ngoài ra, cô bác anh chị cũng nên ngủ đủ giấc từ 7 đến 8 giờ mỗi đêm. Thực hiện tầm soát sức khỏe định kỳ là rất quan trọng, đặc biệt là khi cô bác anh chị bước qua tuổi 40. Điều này giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ như huyết áp cao, cholesterol cao và tiểu đường, từ đó có kế hoạch điều trị kịp thời. Như vậy, việc phòng ngừa đột quỵ không quá phức tạp, nhưng đòi hỏi sự kiên trì và thay đổi lối sống. Hãy bắt đầu ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe của mình và gia đình nhé! Hy vọng những thông tin trong video hôm nay sẽ giúp cô bác anh chị hiểu rõ hơn về cách phòng ngừa đột quỵ. Đừng quên nhấn like, chia sẻ video này và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những kiến thức sức khỏe hữu ích khác. Chúc cô bác anh chị luôn mạnh khỏe và bình an. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Dược sĩ Ngọc. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay phải và bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.